Chào bạn các anh chị, kênh Tiểu Phương Vlog. Hiện tại mình cùng gia đình từ Vũng Tàu di chuyển về nhà hàng Ba Nhánh để mà dự đám cưới chị họ nha. Đây là cái quãng đường đi tới nhà hàng Ba Nhánh nè các bạn. Mời tất cả các bạn các anh chị theo chân mình để mà tới nhà hàng thôi nha. Let's go. Chúng tôi xin trân trọng kính mời anh trai của chú sở Quyên Vin, xin mời em. Rằng yếu hảo hứa mụ xin phủ kế mị, y tìm ấn xăng bàn y sân. Chú yên tìm ấn đến cho gia đình vừa rồi đến người tới quý vị. Và chắc chắn rằng hôm nay hai bên gia đình còn muốn nói rất nhiều những lời cảm ơn gửi tới quý vị, bởi vì quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời gian bận mải về dự buổi tiệc mừng hạnh phúc trăm năm cùng với hai anh và hai bên gia đình trong ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị và toàn thể các bạn chúng ta cùng hướng lên trên sân khấu để cùng với hai bên gia đình chứng kiến nghi lễ cô dâu chú rể mở rượu xông tanh hai vị. Xin mời cô dâu chú rể. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa được đón nhận những giây phút hạnh phúc của hai em. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón những kỷ niệm cũng như những dấu ấn của trong tình yêu hai em với nghi lễ cô dâu chú rể. Và để tiếp tục chúng ta ngày trước từ ngày phút trăm năm của hai em ngày hôm nay, xin mời quý vị và toàn thể các bạn chúng ta cùng đến với giọng ca nữ của em Thủy, xin được gửi tới toàn thể quý vị. Xin mời tiếng hát của em Thủy.
Vậy là buổi tiệc đã kết thúc rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thích video này của mình, hãy cho đăng ký, một like, bấm chuông để nhận được video sớm nhất từ Tiểu Phương Vlog nha. Còn bây giờ thì bye bye.